ảo thuật chứ. Ai muốn bé cún này nào? Mọi người đang phớt lờ chúng ta. Nhưng tại sao? Họ đang đi đâu vậy? Chúng ta có đợt hạ giá, vẫn không hợp lý lắm. Để tôi tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Bây giờ là phần 2. Ô không, bé cún, thành thật nè. Hoan hô, em ấy thật dễ thương. Này Arnold, tập trung thôi nào. Ồ ồ, tan tác rồi. Ái cha cha, chúng ta có gì ở đây? Gặp gỡ Abraham đệ tam nào thưa ngài? Không cho phép động vật nào trong cửa hàng tạp hóa. Điều này là bất hợp pháp. Tạm biệt Abraham đệ tam, anh sẽ không bao giờ quên em. Và đó là những gì mình cần làm: lén đem động vật vào cửa hàng của anh ta. Này Andrew, cẩn thận với Fluffy đấy. Là ai vậy? Đến cửa hàng tạp hóa nào. Fluffy à, em quá lộ liễu rồi đó. Anh cần phải giấu em đi. Chiếc rổ sẽ hoàn toàn làm được điều này. Và chiếc kính thiên văn nhỏ biến thành ống nhòm. Mình là thiên tài. Ồ, chiếc giỏ đang bò. Chuẩn bị bùng nổ. Cùng chơi nào. Chiếc rổ nào có bất ngờ nhỉ? Không. 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 Được rồi. Cậu làm Fluffy sợ đó. Quay lại nào Andrew. Nhân viên an ninh, giúp với. Âm thanh này đến từ đâu vậy? Bắt tín hiệu nào. Chúng tôi có một vật thể không xác định ở đây. Tôi đến ngay đây. Để tôi dùng máy quét mèo. Lạ quá đi. Các bạn gọi cái này là gì? Cho tụi mình một vài ý tưởng dưới phần bình luận nha. Tôi sẽ phải thực hiện nhiệm vụ bí mật, gặp gỡ vị ảo thuật gia vĩ đại nhất thế kỷ, Arnold Hocus. Xin chào. Muốn xem tôi diễn chứ? Xem tôi tung hứng nè. Giờ dùng một tay nha. Còn giờ thì không dùng tay nè. Trong khi Arnold đang đánh lạc hướng Brandy, Andrew đã chui vào cửa hàng cùng với một bé cún. Nhưng hóa ra anh chàng cũng yêu thích ảo thuật nữa. Arnold Hocus phục vụ bạn đây. Quà cho màn trình diễn của anh nè. Làm tốt lắm. Không cho cún vào đây nha anh bạn. Ủy viên Dogwood, bạn đã bắt được một tên tội phạm đó rồi. Thật dũng cảm. Chúng ta có gì ở đây? Mã khổng lồ này không quét được. Chờ chút, chúng ta cần chiếc máy quét to hơn. Đừng xóa trí nhớ của mình mà. Để mình quét bạn nha. Đi thôi nào cảnh sát thay chính. Bạn đi đâu vậy? Cái gì vậy? À, mình mù mất rồi. Sao cậu quay lại vậy? Tôi biết là tôi chỉ nên tự mình làm điều này. Tôi và đồng nghiệp sẽ lục soát cửa hàng. Bạn chỉ cần ở đây đợi thôi. Này, anh ta chôn đồ kìa. Bảo vệ, bắt anh ta lại đi. Anh ta đang cố trộm đó. Nhanh lên. Lần sau tự mà bắt tội phạm của cô đi. Đi thôi đồng nghiệp. Ồ, ông già Noel và tuần lộc Rodo kìa. Hu hu hu. Ngồi đi ông già Noel. Con có rất nhiều điều muốn nói với ông. Con muốn mọi thứ trong danh sách. Ông hiểu chứ?
con cũng muốn có sao thổ nữa. Và con nghĩ là đã đủ cho năm nay rồi. Cái gì? Hàng siêu dài? Được rồi, đến nói cho ông già Noel biết con muốn gì vào Giáng sinh đi. Đến lượt của mình. Là tôi đây. Vậy ông già Noel ở đâu? Ông già Noel ơi, con rất muốn có một bé cún. Được rồi, lấy của ông nè. Ông là người tuyệt vời nhất. Này ông già Noel, đứng dậy ngay. Con muốn lấy lại ghế. Đúng là ông già thô lỗ mà. Đủ rồi, mình phát ngán việc này. Không muốn làm ông già Noel gì nữa đâu. Ông già Noel ơi. Vậy đi Andrew, tôi có một kế hoạch tuyệt vời. Lỗ thông hơi, thật hoàn hảo. Cứu với, tôi bị kẹt rồi. Nóng quá đi mất. Mình sẽ bật điều hòa. Rượu bắn hình người hả? Tôi rất xin lỗi. Là của tôi. Xin lỗi nha. Cậu ấy rất dễ bị lạnh mà. Em vào vị trí rồi, thưa ông chủ. Em đổi tóc giả của anh đó. Chào, điều gì đã đưa cô em xinh đẹp đến cửa hàng như này vậy? Anh muốn mua một loại nước hoa mới, không thể cưỡng lại chứ. Thôi khỏi, đắt quá đi. Chờ một chút. Còn bây giờ thì sao? Được rồi, giá cả phải chăng đó. Giữ tiền thừa nha. Anne, bây giờ trong mình không thể cưỡng lại chứ. Ngửi đi. Eww, mùi gì hôi quá vậy? Giờ thì đối với động vật, Barney thật sự không thể cưỡng lại được. Để anh yên nào bé cún ơi. Này Barney, mình nghĩ đây là nước hoa dành cho mèo á. Chúng xé mình ra thành từng mảnh Andy à. Mình ghét nước hoa. Thật tội nghiệp. Đơn hàng quá khổ đây thưa anh. Chúc một ngày tốt lành. Đơn hàng đặc biệt của mình. Trốn đi bông tuyết, bảo vệ đến kìa. Nhột quá à. Xin chào. Ủa, cái gì trong áo của mình vậy? Bà Ni không thể ngừng nhảy vũ điệu xoáy ngứa ngáy. Anh chị bị sao thế ạ? À? Đến lúc về nhà rồi, Andrew. Ủa, ai vậy ta? Cái gì? Ra khỏi đây đi. Đi ra nào. Tránh xa Andy của ta ra. Mọi thứ đang diễn ra theo đúng như kế hoạch. Cuốn lai mèo à. Trừ khử luôn. Ồ, bí ngô kìa. Đã phát hiện con vật đáng ngờ ở khu vực phía tây bắc của cửa hàng. Kích hoạt vũ khí ngay nào. Mình ghét bí ngô. Phép màu ảo ảnh ba chiều. Bật lên ngay nào. Này, xin lỗi. Không được đem cuốn vào cửa hàng tạp hóa đâu. Ảo ảnh ba chiều đã sẵn sàng thưa sếp. Mang bé cuốn theo đi.
Không, anh mang đi. Đi nào. Không, anh đi đi. Tôi là sếp của cậu đó, làm theo lời tôi bảo đi. Anh nên coi chừng đó nha. Ha, anh ta sợ hãi bỏ đi rồi. Ồ, một bé cún. Em đến từ đâu thế? Xin lỗi, đây có phải là cún của anh không? Vui lòng giúp đỡ. Ồ, ai đây? Bạn cũ của mình, Abraham Đệ Tam. Này anh bạn. Thanh tra đến rồi. Cái gì? Một bé cuốn khác à? Hình như tôi đã nói với anh là cấm động vật mà. Tôi sẽ đóng cửa hàng này. Các bạn đi được rồi. Mình sẽ cứu anh ấy. Em à, bé cuốn, em đã cứu anh. Tôi đang dỡ bỏ lệnh cấm. Giờ thì thú nuôi được chào đón ở đây và cửa hàng được mở cửa trở lại. Đi thôi Andrew, kế hoạch của chúng ta đã thất bại. Tôi vẫn không biết tại sao chẳng có ai đến cửa hàng mình hết. Ồ, bởi vì trên tấm bảng ghi đóng cửa mà. Bây giờ thì mở rồi nè. Wow, mọi vấn đề đều nằm ở đây. Cửa hàng của chúng ta nổi tiếng rồi. Bạn thích video này chứ? Vậy thì hãy bình luận bên dưới và cho tụi mình biết bạn đã lén đem thú cưng của mình vào cửa hàng tạp hóa như nào nha. Và các bạn ơi, hãy đăng ký kênh của tụi mình, thích video này và nhấn chuông nha. Đừng bỏ lỡ bất kỳ video mới vui nhộn nào từ Woohoo.